what Rosie wants, Rosie gets. No nap for me. Asian women scare me. Hi everyone, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã quay lại kênh của mình. Ngày hôm nay là ngày chủ nhật, vợ chồng mình và các con mới đi lễ nhà thờ về. Và chiều nay thì trời rất là ấm. Mình rất là muốn có một cái bồn hoa để trồng các loại hoa cúc và các loại hoa của mùa thu. Cho nên mình sẽ nhờ ông xã của mình để làm dùng cho mình một cái bồn hoa. Và mọi người hãy xem vợ chồng mình làm như thế nào nhé. Trước tiên thì ông xã mình sẽ giúp mình cắt gỗ. Và sau khi ghép các mảnh gỗ lại với nhau thì mình sẽ được một cái bồn hoa như thế này. Và đây là ông cụ cắt cỏ cho nhà mình. Bồn hoa này được làm bằng hai lớp gỗ cho nên rất là nặng. Mình đã nhờ ông cụ tới để cùng ông xã mình bê cái bồn hoa vào nơi mà mình muốn. Và bây giờ thì ông xã mình đang giải thích cho mọi người biết làm thế nào để có một cái bồn hoa như thế này. Bồn hoa này thì được làm bằng từ gỗ đã được xử lý, loại gỗ mà để dùng cho ngoài trời. Sau khi đo đạc và cắt gỗ thành những mảnh như thế này, thì ông xã mình đã lắp ghép lại để được một cái bồn hoa cho mình trồng hoa. Sau đó thì vợ chồng mình sẽ cùng nhau sơn cái bồn hoa này. Mình sử dụng loại sơn để dành cho gỗ để chống nước, chống ẩm, để bảo vệ gỗ không bị mục. Và loại sơn này là loại sơn dầu, rất là mắc tiền. Một thùng như thế này là 375 đồng. Bây giờ thì ông xã mình sẽ sơn bên ngoài bồn hoa trước. Sau đó thì đặt lên để sơn ở dưới đáy. Dù là gỗ đã được xử lý, nhưng vẫn phải sơn bởi vì là khi mà mình đổ đất vào hoặc là mình để xuống dưới đất thì lâu ngày gỗ sẽ bị mục. Bên trong thì vợ chồng mình chỉ sơn một lớp thôi, còn bên ngoài thì sẽ sơn hai lớp, bởi vì là nó sẽ cho mình một cái màu đậm hơn và đều hơn, sẽ đẹp hơn. Sau khi sơn xong thì trong thời gian chờ đợi nước sơn khô thì vợ chồng mình cùng nhau đi ra bãi để mua đất để đổ vào cái bồn đó. Ông xã mình nói rằng mỗi khi ông xã đi ra đây để mua đất đổ vườn thì ông xã mình thường nói chuyện rất là vui vẻ và thân thiện với ông chủ bán đất ở đây. Và ông ấy thường bán trong xã mình với giá rẻ hơn bình thường. Mình thường mua một xúc đất vườn trộn với một xúc đất đen tạo lên một hỗn hợp đất có nhiều chất dinh dưỡng và giúp cho cây phát triển tốt hơn. Sau khi mua đất xong thì vợ chồng mình đi ra chợ để mua hoa. Và đây là chợ chuyên bán các loại hoa và các công cụ dụng cụ làm vườn. Ông xã đã giúp mình đổ đầy đất vào trong cái bồn này và bây giờ thì mình sẽ xới đất lên để cho đất tơi và mình sẽ bắt đầu trồng các loại cây vào trong đây. Và đây là các loại hoa mà mình đã mua ở chợ về. Trong đó thì có một bịch các loại củ hoa như hoa tulip. Và mình có mua cả hoa cúc, hoa pansy,
và cỏ. Trước tiên thì mình sẽ trồng những cái củ hoa này trước, bởi vì là đến mùa xuân thì những cái hoa này nó mới nở, nó mới mọc lên và nở, cho nên là bây giờ mình sẽ đặt nó xuống đất trước, sâu ở dưới đất trước, bởi vì những cái củ hoa này thì nó cần phải trải qua một mùa đông giá lạnh thì nó mới mới mọc. Và đây là hoa cúc mình mua ở chợ về, thì hoa cúc này mình sẽ tháo ra từ... Hoa cúc mà khi mà để trong chậu thì cái rễ của nó rất là chặt, cho nên mình sẽ bóp cho cái rễ tơi ra, như vậy cây sẽ dễ phát triển hơn. Và bây giờ thì mình sẽ trồng các cây hoa cúc này vào trong bồn, trồng 4 cây thẳng hàng. Để trồng một cái khóm hoa cúc như thế này thì trước tiên mình sẽ đào một cái lỗ. Sau đó thì mình sẽ đặt khóm hoa cúc vào và phủ đất ở dưới gốc. Và cứ như vậy mình sẽ trồng 4 cây hoa cúc cách đều nhau và thẳng hàng với nhau. Sau đó thì mình sẽ trồng những cây hoa nho nhỏ ở xung quanh để trang trí cho đẹp. Và đây là sản phẩm của mình và ông xã sau khi đã hoàn thành. Và đây là sản phẩm của vợ chồng mình sau 2 tuần. Bây giờ thì mọi người thấy không, hoa cúc đã nở rồi này. Hoa cúc vàng này, hoa cúc đỏ này. Cỏ thì bây giờ đang là mùa thu cho nên cỏ đã bắt đầu úa vàng. Và đây là hoa pansy. Hoa này thì sẽ nở đến tận mùa đông. Và mình có cả mấy trái bí đỏ. Ở đây có trang trí mấy cái bí đỏ ở đây cho đẹp. Và mình có trang trí một cái chuồng chim ở đây, bởi vì xung quanh nhà mình rất là nhiều chim, cho nên mình treo chuồng chim khắp nơi. Mọi người có biết không, bữa chủ nhật hôm đó đi nhà thờ về, ông xã mình đã rất là mệt, nhưng mình đã cố gắng nịnh ông xã bằng được để làm cho mình cái bồn hoa này. Mọi người có biết là mình đã nịnh ông xã như thế nào không? Bây giờ mọi người hãy cùng xem nhé. What we do this afternoon? I tell you what I'm going to do when I get home here in a second. I'm taking a nap because I'm tired. Maybe I could like to take a nap too, but I think I want a flower pot for fall. Maybe I'm tired and it's a Sunday evening, and how about a good nap? What about we just take a nap and then get up and do it? We have plenty of time this afternoon, baby. Okay, honey. What Rosie wants, Rosie gets. No nap for me. Yes, that's right, baby. If I didn't love you so much, I would go take a nap, but you scare me. Asian women scare me. Thank you, baby. Love you. I love you too, baby. I used to love you more. We can go to bed early tonight. How about that? Okay. How about that? Sounds good. Mọi người thấy ông xã mình có dễ thương không? Và ông xã mình cũng rất là khéo tay nhá. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và chúc mọi người một ngày thật vui.